Chào đón quý vị đang đến với chương trình dự báo thời tiết cho ngày thứ hai đầu tuần ngày 2 tháng 9 năm 2024 nhằm ngày 30 tháng 7 năm Giáp Thìn và cũng là ngày lễ Labor Day tại Hoa Kỳ. Khu vực bắt đầu Lido Sài Gòn trong ngày hôm nay trời có nắng và mây kết hợp vào ban ngày. Khuya ngày hôm nay trời hầu như quang đãng. Nhiệt độ cao nhất vào ban ngày thời tiết nóng tăng lên đến 81 độ, nhiệt độ thấp nhất cho buổi tối ngày hôm nay vào khoảng 63 độ. Bình minh sẽ ló dạng tại khu vực Lido Sài Gòn vào lúc 6 giờ 27 phút và hoàng hôn vào lúc 7 giờ 15 phút chiều tối. Độ ẩm trung bình từ 63% vào ban ngày tăng lên đến 82% vào ban đêm. Sức gió đi qua khu vực này di chuyển với cường độ 10 dặm một giờ vào ban ngày, 7 dặm một giờ vào ban đêm từ hướng nam tây nam. Và chỉ số của UV Index vẫn giữ ở mức vào khoảng 9/11. Bước sang ngày mai, ngày thứ ba, điểm qua thời tiết tại khu vực Lido Sài Gòn. Sáng ngày mai với trời có nắng và mây đan xen. Khuya ngày mai tại đây đôi lúc trời có mây. Nhiệt có phần tăng nhẹ trong ngày mai với nhiệt độ cao nhất dự đoán ở mức vào khoảng 84 độ cho ban ngày, giảm xuống nhiệt độ thấp nhất vào khoảng 64 độ cho ban đêm. Sức gió đi qua khu vực này trong ngày mai với cường độ từ 8 tới 10 dặm một giờ di chuyển từ hướng nam tây nam vào ban ngày, thay đổi từ hướng tây nam vào ban đêm. Và bình minh ngày mai sẽ bó dạng vào lúc 6 giờ 27 phút. Sau đây sẽ là thời tiết ngày đầu tuần ở các khu vực khác trải dài trên khắp lãnh thổ Hoa Kỳ. Minh Đăng cùng với đài trình IBC TV kính chúc cho quý vị có một ngày lễ Labor Day thật nhiều sức khỏe và vô lượng an lạc.